Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Ca sĩ Yên Linh đá đểu Sĩ Thanh dùng hàng Quảng Châu mà khoe đạp hợp hàng Âu khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Đạp hợp hàng hiệu giờ đang là mốt, người người đạp hợp, nhà nhà đạp hợp, nhưng chẳng có ai khiến dân tình tranh cãi nảy lửa như ca sĩ Ô Mai Chuối. Lý do là bởi toàn bộ các món đồ hiệu với tổng trị giá lên đến gần nửa tỷ đồng mà Sĩ Thanh khoe trong clip bị dân tình đồng loạt tố là hàng fake. Sự việc được đẩy lên cao trào khi một MC và cũng là tay chơi hàng hiệu tiếng tăm trong giới công khai đăng đàn bóc phốt Sĩ Thanh. Góp phần vào độ hot của đoạn clip, ca sĩ Yên Linh đã để lại bình luận tỏ thái độ đồng tình. Cô cho rằng từ đầu đến cuối đoạn clip toàn là đồ giả. Cá biệt chiếc túi Lucky của Louis Vuitton trông rất bài chấm. Ngay sau đó, lời bình luận của Yên Linh thu hút sự quan tâm của dư luận. Một số người cho rằng giọng ca cảm ơn tình yêu đang công khai đá đểu đàn em. Yên Linh xứng đáng là cô gái vàng trong làng cà khịa, bởi trước đây cô đã từng lên tiếng đá đểu nhiều vụ việc trong showbiz và điển hình là Taylor Swift. Ngay sau đó, nhiều tài khoản mạng, trong đó có những stylist hay doanh nhân sành hàng hiệu, chỉ ra món đồ mà Sĩ Thanh giới thiệu đều là hàng nhái. Sau nhiều ngày gây tranh cãi, mới đây, Sĩ Thanh đã lên tiếng giải thích. Thông qua video mang chiếc túi Dior mới đến cửa hiệu của nhãn hàng để chăm sóc, cô khẳng định món đồ của mình là hàng thật. Cô cũng công khai hóa đơn mua chiếc túi với giá 83 triệu đồng. Ngay từ đầu clip, Sĩ Thanh đã trưng trổ một chiếc túi nhái lộ liễu. Đây là túi 30 Montblanc Dior, có giá trị trường rơi vào khoảng 69 triệu đồng. So với hàng xịn, thì sản phẩm trên tay của cô nàng có kiểu dáng ợp ẹp, dây quai quăng queo, dust pad chẳng còn có logo. Chiếc kính Louis Vuitton sang chảnh của Hồ Ngọc Hà có phần sáng bóng hơn chiếc mà Sĩ Thanh khoe trong clip. Sĩ Thanh khẳng định sẽ không tiếp tục lên tiếng về vấn đề này. Nữ ca sĩ nhấn mạnh, sau video này, Thanh sẽ không đôi co qua lại để không ảnh hưởng đến Thanh cũng như những người thân yêu. Cảm ơn các bạn. Được biết, người bóc phốt Sĩ Thanh vốn là một tay chơi hàng hiệu nức tiếng ở Sài Thành. Cô đã từng can qua nhiều sự vụ đấu tố hàng nhái ầm ĩ và thường giành được thế thượng phong bởi kinh nghiệm dày dặn và kiến thức khá yên thâm về hàng hiệu. Được giới mượn điệu hết sức tin tưởng. Bên cạnh đó thì cô còn có mối quan hệ thân thiết với nhiều nhân vật thành thế của Vbiz như Yên Linh, Lê Minh Ngọc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.